À rồi, hello, xin chào các bạn nhé. Rất vui khi đã quay trở lại với các bạn ở video hướng dẫn tiếp theo của kênh Tân TV của mình. Trong cái video tiếp theo này thì vẫn là những cái chuỗi series về hướng dẫn thủ thuật mẹo hay ở trên Facebook. Thì trong cái video này mình sẽ giúp cho các bạn sẽ tìm lại được cái tin nhắn lưu trữ hoặc là những cái tin nhắn bí ẩn mà các bạn ví dụ như các bạn vô tình bỏ qua hoặc là các bạn chuyển vào cái phần lưu trữ mà các bạn không biết cách nào các bạn tìm lại được, và những cái tin nhắn mà người khác gửi đến ấy, hoặc là những cái tin nhắn mà nó bị ẩn đấy, thì khiến cho các bạn không thể biết được ai là người nhắn tin cho các bạn. Thì ở trong cái video ngắn này, mình sẽ giúp cho các bạn thực hiện điều đó và giúp cho các bạn tìm lại những cái tin nhắn lưu trữ hoặc là những cái tin nhắn bị ẩn ở trên cái ứng dụng Messenger Facebook nhé. Rồi, thì khi các bạn theo dõi video, nếu thấy hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách các bạn cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Chia sẻ cho bạn bè, người thân được biết cái mẹo hay này nhé. Và bây giờ cùng mình đi vào video hướng dẫn cụ thể nhé. Rồi thì cái video này mình sẽ giúp cho các bạn khắc phục được cái tình trạng là các bạn sẽ tìm lại được những cái tin nhắn lưu trữ hoặc là những cái tin nhắn các bạn vô tình bỏ qua kiểu như thế này nhé. Ví dụ như các bạn không may ấn vào các bạn lưu trữ này, hoặc là các bạn nhấn vào các bạn bỏ qua tin nhắn này, và các bạn đây các bạn chọn bỏ qua này đó, mà các bạn không có cách nào, các bạn không nhớ cái người đó tên là gì, hoặc là không biết cách nào để tìm lại được những cái tin nhắn mà các bạn vô tình bỏ qua hoặc là lưu trữ đó. Thì các bạn nhiều bạn lưu trữ thì để có thể là do cái tính năng bạn muốn bảo mật tin nhắn, không muốn người khác biết cái phần tin nhắn lưu trữ của các bạn đó, hoặc là những cái phần bỏ qua tin nhắn mà các bạn không muốn cái tin nhắn đó hiện lên cái phần giao diện Messenger của bạn, mà các bạn lại một ngày nào đó các bạn lại muốn tìm lại cái người đó, cái người mà các bạn đang bỏ qua ấy, thì không biết cách nào hoặc là không nhớ tên của người đó là như nào, thì hoặc là vì một cái lý do nào đó mà các bạn muốn khôi phục lại đấy, thì video này thì đây mình sẽ giúp cho các bạn nhé, và các bạn sẽ thực hiện ngay trên cái ứng dụng ở Messenger của mình nhé. Rồi, cái cách này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện ngay ở trên cái ứng dụng Messenger của bạn nhé. Rồi, các bạn sẽ vào cho mình cái ứng dụng Messenger này đó. Thì bây giờ ví dụ như mình sẽ thực hiện là mình sẽ lưu trữ tin nhắn này chẳng hạn. Đấy là cái tin nhắn lưu trữ của người này chẳng hạn. Đó, Trần Tân nhá. Thì bây giờ để mà tìm lại được cái tin nhắn lưu trữ đó thì các bạn thực hiện như thế nào? Thì các bạn sẽ thực hiện như sau cho mình nhá. Rồi, nếu trong trường hợp đầu tiên mình ví dụ như các bạn còn nhớ tên cái người đó thì các bạn sẽ click trực tiếp vào cái ô tìm kiếm ở trên đầu này nhá. Đó, thì các bạn sẽ nhập ngay cái tên của người đó cho mình. Đấy, các bạn nhập ngay cái tên, ví dụ như mình là đấy, mình nhập cái Trần Tân chẳng hạn. Đó. Đấy, thì ngay lập tức cái người đó nó sẽ hiện lên màn hình chính, các bạn sẽ click vào. Rồi, thì để nó hiện lên cái phần Messenger của các bạn nhé, để nó hiện lên cái phần ứng dụng Messenger thì các bạn chỉ việc trả lời một cái tin nhắn bất kỳ thôi. Ví dụ như mình vẫy tay chẳng hạn. Đó, mình vẫy tay thì ngay lập tức các bạn sẽ trở lại cái phần giao diện tin nhắn đó. Đây, nó sẽ hiển thị ngay cái tên Trần Tân ở trên đầu luôn nhá. Còn nếu mà các bạn không không muốn hiển thị, các bạn chỉ xem cái tin nhắn thôi, các bạn vào đánh tên người đó hiện ra và các bạn xem thôi, và nó sẽ không hiển thị lại. Đó, đấy là cái mục là lưu trữ nhá. Còn trường hợp thứ hai này, trường hợp thứ hai là mình ví dụ như các bạn chọn là phần bỏ qua tin nhắn đi. Đó, bỏ qua. Đó, bỏ qua tin nhắn. Bỏ qua tin nhắn thì các bạn đánh cái tên người đó lên. Đây, ví dụ mình đánh tên. Các bạn trả lời một tin nhắn. Đó, và các bạn cũng thấy nó hiện ra này. Đó, cũng thấy hiện ra ở trên màn hình chính nhá. Rồi, tóm lại là hai cái trường hợp là ở phần lưu trữ tin nhắn này, phần lưu trữ tin nhắn và phần bỏ qua tin nhắn, các bạn đều thực hiện được nhá. Đó, các bạn đều thực hiện được. Rồi, còn trường hợp thứ hai này, mình ví dụ như mình sẽ chọn phần lưu trữ này. Đấy, trường hợp thứ hai, các bạn không nhớ cái tên của người mà các bạn muốn tìm lại thì các bạn làm như thế nào? Rồi các bạn sẽ thực hiện cho mình như sau nhé. Tiếp theo này, các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái trình duyệt web. Ví dụ như mình sẽ ở đây sử dụng trình duyệt Google Chrome nhé. Các bạn sẽ vào trình duyệt Chrome cho mình. Các bạn sẽ đánh cho mình cái ứng dụng, cái cụm từ là messenger.com nhé. Tức là các bạn sẽ thực hiện ở trên trình duyệt máy tính nhé. À, mình xin lỗi là trình duyệt của điện thoại. Và các bạn sẽ chọn vào
trang messenger.com và các bạn đợi nó ở đây. Đây là giao diện chính của Messenger nhé. Các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là dấu ba chấm trên đầu này. Đó. Và các bạn sẽ chọn cho mình là trang web cho máy tính. Ok. Trang web cho máy tính. Rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ đăng nhập vào nhé. Và ở đây thì mình phóng to lên này. Tiếp tục duyệt tên này. Đó. Nếu bạn nào mà chưa đăng nhập vào ấy, thì nó sẽ yêu cầu các bạn đăng nhập cái tài khoản của các bạn vào nhé. Đây. À, cái này thì mình đang ở trên cái giao diện ở đây, mình sẽ vào lại này. Đấy. Ở đây thì có thể là cái phần này nó đây của mình đang đăng nhập này. Các bạn đợi một chút nha. Rồi sau khi mình đăng nhập vào cái giao diện ở trên web thì các bạn chuyển sang và nó sẽ yêu cầu đăng nhập vào cái tức là đăng nhập cái nick Facebook ấy. Đó, bạn nào chưa đăng nhập thì các bạn đăng nhập vào và nó sẽ chuyển sang giao diện như thế này nhé. Bây giờ mình sẽ phóng to lên cho các bạn nhé, zoom to lên một chút, các bạn sẽ nhìn zoom to lên một chút này. Đó. Rồi để thực hiện thì các bạn hãy zoom to lên và các bạn sẽ kéo lên cái đầu này, phần đầu này nhé. Đây, phần đầu này. Đó. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phần là dấu ba chấm này, cái dấu ba chấm này ở trên đầu này, các bạn chọn vào dấu ba chấm nhé. Và các bạn sẽ thấy là có cái phần là đoạn chat lưu trữ nhé. Đó, các bạn chọn vào đoạn chat lưu trữ. Đó. Sau đó thì nó sẽ hiển thị ra cái tên của những cái người mà các bạn đây đoạn chat lưu trữ này, đây, nhiều lắm đấy, các bạn nhìn này, đấy những cái người nào mà các bạn lưu trữ hoặc là các bạn nhìn thấy nó ở trong này thì các bạn hãy click vào đó, các bạn sẽ click vào nó hiện lên và các bạn sẽ bật đó, các bạn sẽ bật lên đó, bật trả lời một tin nhắn nhé. Đấy, trường hợp mà các bạn không nhớ đó, các bạn sẽ click vào đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ngay ở trên máy tính để các bạn sẽ dễ hình dung hơn nhé. Rồi ở trên máy tính thì các bạn cũng thực hiện tương tự như ở trong cái giao diện web ở trên cái phần là điện thoại nhé. Các bạn cũng vào cái phần giao diện của Messenger, những đoạn chat của Messenger này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phần là 3 chấm ở đây này. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy 3 chấm ở đây này. Đó, các bạn click vào và có cái phần là đoạn chat lưu trữ này. Đấy, các bạn sẽ click vào nhé. Đó, các bạn sẽ click vào. Và nó cũng hiển thị một loạt những cái đoạn chat đây. Ví dụ như cái người này mình, Trần Tân thì mình đã lưu trữ nhé. Đó, mình lưu trữ xong thì các bạn bật lên. Các bạn bật lên. Đấy, các bạn bật lên. Và để mà hiển thị ra cái phần là giao diện của phần tin nhắn ý, các bạn cũng chỉ việc là gửi một cái icon thôi. Đó, gửi một cái icon. Vậy là xong nhé. Đó, và các bạn sẽ trở ra hình đấy. Vậy là cái đoạn chat này nó đã hiển thị lên cái phần là Messenger các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn chưa? Đấy. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đấy là trường hợp mà các bạn không nhớ tên mà những người mà các bạn đã lưu trữ hoặc là bỏ qua nhé. Nếu mà điện thoại, giao diện điện thoại khó quá thì các bạn hãy lên máy tính để các bạn thực hiện rất là nhanh nhé. Đấy, còn điện thoại thì các bạn cũng chỉ việc đăng nhập vào cái phần web các bạn thực hiện như mình thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái trường hợp tiếp theo, cái tin nhắn bị ẩn nhé. Rồi, đấy là cái trường hợp mà các bạn xem lại cái những cái tin nhắn lưu trữ đó thì các bạn sẽ thực hiện cho mình hai cái trường hợp đó nhé. Đấy thì còn cái trường hợp tiếp theo là cái trường hợp mà tin nhắn bị ẩn hoặc là những cái tin nhắn mà các bạn bỏ qua thì các bạn thực hiện như thế nào. Ví dụ mình sẽ chọn là bỏ qua tin nhắn này thì chẳng hạn. Đấy, bỏ qua thì nó cũng gần giống như cái phần tin nhắn lưu trữ thôi. Bỏ qua thì nó sẽ không hiển thị ở trên cái phần giao diện Messenger ở trên các bạn đấy nhá. Rồi, đầu tiên thì các bạn cũng vào các bạn tìm kiếm cho mình, các bạn vào các bạn tìm kiếm cho mình cái tên nhé, cái tên của người đó. Ok. Các bạn cũng vào các bạn tìm tên cái người mà các bạn muốn hiện ra nhé, thì các bạn chọn vào và các bạn cũng trả lời một cái tin nhắn là các bạn sẽ trở ra cái giao diện Messenger thì nó cũng hiện ra nhé. Rồi, còn những cái tin nhắn bị ẩn hoặc là cái tin nhắn và spam thì các bạn sẽ làm như thế nào? Các bạn cũng thực hiện như cho mình như sau nhé. Các bạn chọn vào avatar này, đó các bạn sẽ nhìn kéo xuống cái phần là tin nhắn đang chờ này, đó. Và trong cái mục spam này các bạn sẽ chọn vào, đây sẽ là tất cả những cái tin nhắn mà các bạn đã chọn, ví dụ như bỏ qua hoặc là những cái tin nhắn mà spam nó sẽ mục ở trong cái mục này, hoặc là những cái tin nhắn mà những cái người lạ không kết bạn, không phải là bạn bè của bạn, nó sẽ hiện ở trong cái phần này nhé. Đấy thì tất cả những cái phần về tin nhắn bị ẩn, tin nhắn lưu trữ, tin nhắn bỏ qua, các bạn hãy thực hiện các bước của mình theo hướng dẫn để các bạn khôi phục lại hoặc các bạn tìm lại nhé. Rồi, cái video của mình chắc đến đây kết thúc. Rồi, nếu bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ mình, like và đăng ký kênh nhé. Chia sẻ cho bạn bè được biết nhé. Ok, thì qua cái video hướng dẫn vừa rồi,
thì mình cũng đã giúp cho các bạn thực hiện được cách để các bạn xem lại những cái tin nhắn các bạn lưu trữ hoặc là những cái tin nhắn các bạn bỏ qua, vô tình bỏ qua, và tin nhắn bị ẩn, hay nói cách khác là những cái tin nhắn mà các bạn, những cái người lạ gửi đến cho các bạn không nhận được hoặc là các bạn không thấy thông báo hiển thị ở trên cái màn hình hoặc là trên cái giao diện chính của Messenger. Đó, thì nếu các bạn đã thực hiện thành công thì các bạn nhớ comment ở phía dưới phần bình luận để mình biết được. Còn những cái bạn nào mà ví dụ như các bạn không thực hiện được hoặc là các bạn thực hiện sai ở bước nào hoặc là bước nào bị lỗi thì các bạn cũng comment ở phía dưới phần bình luận luôn cho mình nhé. Và có những cái bất kỳ những cái yêu cầu hướng dẫn về những cái nội dung gì ở trên ứng dụng Facebook hoặc là những cái thủ thuật ở trên điện thoại, các bạn cứ comment ở phía dưới. Nếu mà trong khả năng của mình sẽ giúp cho các bạn thực hiện điều đó và mình sẽ ra video hướng dẫn nhé. Rồi, còn bây giờ thì cái video của mình đến đây kết thúc. Nhớ ấn hình quả chuông đối với những cái bạn nào mà vừa mới ghé kênh của mình nhé, để cập nhật những cái thông báo mới nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.